Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Vũ Lít Food. Hôm nay thì chúng ta sẽ ăn món tôm sống sốt Thái nha các bạn. Thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là ăn cái món tôm sống sốt Thái đi. Với cả là hôm nay thì cũng xin lỗi mọi người, mình không có chĩa cái mặt thẳng với cam và chào khúc đầu nữa. Bởi vì là mới đây mặt mình nó mụn, nên là mình sẽ để xa xa này, chắc là các bạn sẽ nhìn thấy nó bớt đúng không? Thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người. Bởi vì là mình không ngờ là mọi người lại hưởng ứng cái việc mình cắt tóc đến vậy. Nếu mà mình biết mọi người hưởng ứng đến thế thì mình sẽ cắt tóc sớm hơn. Bởi vì là bình thường ấy, mình hay bị đòn lắm các bạn. Nhiều khi là mọi người kêu mình cắt tóc xong mọi người sẽ chê. Nhưng mà mình chả hiểu sao nhá, là sau khi mình cắt tóc xong, đa phần mọi người đều khen là sáng sủa, tối cũng sủa, đẹp trai vãi. Nên là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực sự là lâu lâu mình thấy mọi người đồng lòng khen mình như thế, cho nên mình cảm thấy rất là vui các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ uống với cả là cái này là rau má với sầu riêng nha các bạn. Mới nay mình quyết tâm là mình sẽ cai cà phê luôn. Bởi vì là uống cà phê mà có sữa và cái là nó lại mọc mụn các bạn ạ. Mời các bạn thử miếng nhá. Rau má sầu riêng lần đầu tiên mình uống. Không biết là đã bạn nào uống rau má với sầu riêng chưa? Có sầu riêng, có rau má. Đúng là vị của rau má kết hợp với sầu riêng. Nhưng mà một cái sự kết hợp nó buồn cười các bạn ạ. Đây, cái phần tôm này là mình mua tổng cộng là 100k nhé các bạn. Không biết là các bạn thấy nó như thế nào. Đây, cho các bạn xem. Cái này thì đã có sốt cái mắm Thái đấy các bạn. Thì mình có bỏ thêm mấy quả. Đây. Uầy. Các bạn thấy nhìn có ok không? Còn mấy quả dưa leo hôm qua mình mua á, mình lấy ra mình ăn luôn. Thì ở đây có thêm rất là nhiều những loại rau kiểu đu đủ á. Đúng sốt, đúng chuẩn kiểu mắm Thái luôn đấy các bạn. Không biết là các bạn đã ăn sốt mắm Thái tôm sống sốt mắm Thái chưa? Mình chỉ ăn tôm sống tái chanh thôi. Còn tôm sống sốt mắm Thái như là mình cũng ăn rồi ấy, mà mình không nhớ nữa. Họ cho mình cái chén nước chấm nó nhỏ quá các bạn. Tôm chén nước chấm gà đấy. Chấm mà ha. Mời các bạn nha. Lâu quá ăn tôm sống rồi. Đã quá. Nó tươi. Cái này mình mới mua về á. Mình chưa có ăn liền. Mình để nó vào cái ngăn mát của tủ lạnh các bạn. Ăn nó giòn giòn hơn. Tôm rất là tươi nhá. Nhưng mà tôm tươi thế nào thì mấy nữa cũng chuẩn bị sổ run rồi các bạn. Nên tranh thủ mấy món tươi sống á, ăn dồn dồn một cái, xong mấy nó đi sổ run. Nhưng mà mình thấy cũng, họ cho cũng khá là nhiều tôm đấy các bạn. Đấy. Cay, khá là cay. Mời các bạn nha. Nó mát các bạn. Nó không cay lắm đâu. Nhưng mà cho yên tâm, kiểu gì ngày mai mặt mình cũng sẽ nổi thêm cục mụn. Mình chỉ ăn cay xíu là mặt mình nó nổi mụn rồi các bạn. Quá buồn. Mình thấy mọi người kêu là mình là cái thằng mặt dày. Nhưng mà mình thấy mặt mình nó không dày lắm các bạn ạ. Chỉ cần ăn cay chút xíu thôi là mặt nó nổi mụn. Cực kỳ là khoai luôn. Đây. Wow. Các bạn thấy không? Chất lượng không? Quệt với lại cái này mắm Thái sao á. Ngon lắm. Mình chưa ăn mắm Thái bao giờ. Trong đây đã ăn mắm Thái chưa? Mình nhìn cái màu này mình thấy ở trên TV mấy cái người ăn ASMR ở bên Thái Lan á. Mình không có xem bên Hàn Quốc. Mình xem bên Thái Lan mà các bạn. Thấy người ta ăn người ta còn
Với cả họ ăn họ cũng chép nữa. Đây là mình thấy cái nào mà giống mình thì mình xem. Mời các bạn nha. Mấy người ASMR Thái Lan họ ăn họ ấy cay lắm mà ngon lắm. Để mà ngăn mát quả thật là một sự lựa chọn hợp lý. Hôm bữa các bạn chỉ là mấy cái đồ sống để ngăn mát, mấy cái gỏi này cũng ngon đó các bạn. Nhưng mình cũng ăn được con ba khía trong đây, các bạn nào ăn được ba khía không? Lần trước mình cũng mua ba khía mình ăn oái luôn đấy các bạn. Nó cũng trộn với lại cái này, cái gọi là sum tum, mà sum tum sum tum. Để mình ăn thử một con không nào, ăn một con không nó không ăn với sum tum. Ăn cái sum tum này nó khá là giòn đấy, chả biết gọi là sum tum không nhưng mà nó rất là giòn các bạn ạ. À, cay 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 như mì cay vậy. Nhắc cái mì cay mới nhớ gần nhà nó mới mở quán mì cay, mới bữa nào Seoul luôn mới ghê. Gần nhà mới mở quán mì cay Seoul các bạn ạ, mấy nữa phải thử mới được. Seoul là cay nhất rồi, mấy nữa mua cấp 3, cấp 4 là về ăn thử. Đây, chấm ngập luôn. Trời ơi, tôi đang nó giòn. Chắc là mình thấy người ta ăn với bún á, nhưng mà mình không có bún các bạn, hơi cay. Mời các bạn nha. Mình ăn cái miếng dưa leo á, nó bớt cay hẳn. Và một phần như này hơi nhiều so với một người á. Cay quá. Đúng là đồ Thái Lan, vừa cay vừa chua. Không chỉ cay nhé mà nó còn chua nữa các bạn ạ. Trong này chắc có xoài chua, có vị xoài các bạn, xoài đu đủ, cà rốt ngò, rau ngò với cả là mắm Thái, ngon quá.
nó hơi nhiều. Giờ này mình ăn khỏe chứ. Mọi người nha, chua chua cái cay. Ui, cay theo lưỡi luôn. Chưa lèo ngon quá à. Mới gọi miếng nước nhá. Rồi, đỡ cay hẳn. À, cái chỗ đấy họ bán cả cá hồi sốt Thái đấy các bạn ạ. Bữa nào các bạn muốn thì mình sẽ làm một cái clip về cá hồi sốt Thái luôn ha. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tạm dừng clip đây thôi. Nó cũng hơi cay cay rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi. Còn bây giờ thì bye bye.